Yo, what's up YouTube, thì chào mừng các bạn đã quay trở lại về channel của mình. Sau cái clip mình review giày của dứa, giày của ananas, bạn đối với video clip của mình cũng khá là cao ấy. Thế là mình sẽ có một cái clip khác về giày của dứa, chắc là vào tầm tháng 12 thì mình sẽ có một clip khác về giày của dứa để review chi tiết hơn và kỹ càng hơn. Nhưng lần này chắc chắn là sẽ đôi giày của mình, chứ không phải là đôi giày của mình đi nhận hộ nữa. Ok, mình sẽ review những chiếc vòng đến từ Rockstar Class vào cái đợt sale off. Đương nhiên rồi, mình cũng đã nhanh tay pick up được 3 chiếc vòng. Mình cũng phải cảm ơn đến một người bạn, đấy chính là Nguyễn Mạnh Hà. Mình sẽ để hình ảnh info bạn ở đây. Bạn cũng là một seller rất là legit về order giày và cũng như một số những cái đồ của bên nước ngoài, cũng có cả hình như có cả minimal các kiểu nữa. Ta hãy vào bắt đầu vào video thôi. Lego. Chiếc vòng đầu tiên, như các bạn cũng đã biết là mình cực kỳ thích phản quang luôn. Thế nên là chiếc vòng này là có phản quang. Đó là lý do tại sao mà mình thích và muốn khóp chiếc vòng này luôn á. Tên là Void. Và mình muốn cho các bạn xem được cái độ phản quang của nó. Như trong clip đây, các bạn thấy là cái màu phản quang nó, đó là một cái màu bởi sắc cầu vồng khá là đẹp. Đây, nó cực kỳ sáng luôn. Đấy, sẽ kéo ánh sáng xuống một tí. Đấy, thấy là nó rất là sáng. Các bạn đi vòng này vào trong buổi tối ấy, cực kỳ đẹp luôn. Đó. Đấy là cái điều đặc biệt của chiếc vòng này. Nó cũng giống như những chiếc vòng Rockstar Class bình thường thôi. Nó cũng không quá khác gì nhiều, chỉ khác là về cái đặc điểm là nó có phản quang ở đây. Đây là cái một cái tag của nó. Thì những cái chiếc đầu Atlas này. Đấy, sẽ chữa kỹ cái đầu Atlas đi. Focus. Yeah, đây, một chiếc đầu Atlas màu đen. Kèm theo đó là một cái barrel. Cái barrel cũng có hình con đầu con sư tử đây. Màu đen nốt. Và chiếc Atlas còn lại cũng có chữ Rockstar Class. Nó khá là hơi bị mờ ấy, là có nó bị chìm vào cái màu đen quá, hay là cũng khó nhìn. Nếu mà ban ngày các bạn đi á thì nó chỉ phản ánh, gọi là phản quang nhẹ thôi như thế này, và gần như là một toàn bộ màu đen hết, gần như là toàn bộ một xám hết rồi, màu đen, không phải màu đen hẳn, chỉ có bên trong là mới là mặt dây màu đen thôi. Nhưng mà buổi tối ấy, các bạn đi đường ấy, các bạn đeo vòng này vào cực kỳ cool luôn. Mình sẽ đeo luôn để các bạn xem trên tay nó như thế nào. Thì mình sẽ đến chiếc vòng positive, một cái dây đơn nhất mà thôi. Đó, một basic. Và mình nghĩ là các bạn nữ đeo vào cái vòng này khá là đẹp ấy. Đây, nó sẽ có những cái cụm từ đây, positive vibe, gọi là một cái cuộc sống tích cực à. Tích cực, một cái vibe rất là tích cực. Cái vòng brass này nó không thay đổi quá nhiều về những cái phần atlas cũng như phần barrel, nó chỉ thay đổi về cái màu sắc của nó mà thôi. Vì chính vì vậy mà mình rất là thích những chiếc vòng Rockstar Class này, và cũng như một số mẫu khác của Rust. Chiếc vòng thứ 3 là chiếc vòng cuối cùng của chúng ta. Chiếc vòng thứ 3 này là một chiếc vòng hoàn toàn khác biệt so với hai chiếc vòng còn lại. Không những vì là nó làm bằng cái dây như kiểu là dây paracord, được làm rất là đẹp, mà hai màu cam với cả xanh lá, giống như kiểu cái màu carrot, màu của một trái cà rốt ấy. Thì đây là một thân này, và đây là một chiếc phần lá này. Thì cái điều đặc biệt mà mình muốn nói ở cái Rockstar Class, cái bản các bạn thấy là Visual S, đấy chính là cái điều đặc biệt của nó, là những tất cả những cái phần phần barrel cũng như là phần atlas. Đó, atlas nó đều là làm bằng silicone hết, làm bằng silicone, và cả phần những cái phần chốt này này silicone hết, là cực kỳ mềm luôn. Và điều đặc biệt nữa là những cái chi tiết như cái chữ Rockstar Class này này. Đấy, nó nổi lên và đấy, nó nổi lên hoàn toàn giữa giày luôn, và cũng là bằng cao su luôn nhá, giống như kiểu cái bên atlas bên này cũng là làm bằng cao su, chữ Rockstar Class. Và cái phần đầu sư tử này nữa cũng được làm bằng cao su nổi lên nhá. Các bạn, khi các bạn mua cái chiếc vòng Visual S này,
với các bạn mới cảm nhận được là cái độ lồi lên của nó như thế nào. Mình cảm giác là rất là thích cái vòng này. Và mình nghĩ là nó làm bằng nhựa trong suốt cơ, chứ không phải là bằng cao su trong suốt. Thế là mình đã không pick up chiếc vòng này. Nhưng mà khi mà nó, mình thấy là bằng cao su này ấy, bằng silicone này ấy, cảm giác thấy rất là thích luôn. Khi cầm trên tay nó cực kỳ nhẹ. So với những chiếc vòng Rockstar Club khác thì nó đều làm được, những cái phần này được làm bằng kim loại hết. Còn đâu, nhưng mà riêng với chiếc vòng này thì nó làm bằng cao su. Mình thấy cực kỳ thích luôn á. Mình nghĩ là những cái đợt sale của Rockstar Club về sau mình sẽ cố pick up được nhiều hơn và chia sẻ cho các bạn về những cái mẫu vòng Rockstar Club mà mình thích nhất từ trước tới giờ. Và ok, đấy chính là những cái ý kiến cá nhân của mình thôi. Còn đâu ý kiến các bạn như thế nào, các bạn hãy comment ở phía bên dưới cho mình nhé. Comment ở phía bên dưới cho mình để mình có thể đọc comment của các bạn. Và yeah, các bạn hãy nhớ like, share and subscribe để ủng hộ channel mình. Peace.